của một trong những dự án hot nhất Hà Nội hiện nay, dự án Hateco La Roma. Dự án tọa lạc tại số 4A, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, do Hateco GSC làm chủ đầu tư. Trước khi chúng ta vào tham quan căn hộ, tôi muốn giới thiệu với các bạn một khu hành lang. Hành lang của khu căn hộ được chủ đầu tư Hateco thiết kế theo tiêu chuẩn của khách sạn 5 sao. Từ độ rộng của hành lang đến việc thiết kế các hệ thống như hệ thống đèn, hệ thống điều hòa âm trầm và các chi tiết khác, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Xin chào các bạn. Như các bạn đã thấy, cửa gỗ của căn hộ được thiết kế rất là chắc chắn từ phần các gỗ nhập khẩu và chống cháy, chống ồn. Còn đây là hệ thống khóa của căn hộ. Khóa của căn hộ là được đến từ thương hiệu Hatlow, có đầy đủ các chức năng vân tay, khóa, khóa điện tử, thẻ và khóa cơ. Đầu tiên, bước vào căn hộ, chúng ta cũng thấy có không gian sảnh của căn hộ. Sảnh của căn hộ được thiết kế riêng biệt với phòng khách và có đầy đủ các tủ để chúng ta có thể để đồ như là áo mưa, mũ, nón hay là những khu vực tủ để giày như thế này. Ở đây chúng ta được trang bị rất là nhiều tủ. Ở đây các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào phòng khách nhé. Chúng ta đang đến với không gian của phòng khách và phòng ăn. Tuy nhiên các bạn thấy toàn bộ không gian này rất là rộng rãi, độ rộng của nó lên đến 40 m² và được thiết kế độ cao trần lên đến 3 m 6, tầng cao xuống còn 2 m 9. Nên chúng ta cảm nhận không gian của phòng khách và phòng ăn rất là thoáng đãng và đầy ánh sáng. Chủ đầu tư sẽ bàn giao cho quý khách đầy đủ các thiết bị như điều hòa âm trần, trần thạch cao như thế này, hệ thống đèn LED và các hệ thống đầu báo cháy, đầu báo khói. Ở đây rất là an toàn đúng không quý vị? Tiếp theo thì chủ đầu tư sẽ bàn giao cho khách hệ thống tủ âm tường như thế này. Ở vị trí này quý khách có thể thiết kế thành những cái tủ để rượu hoặc là những cái tủ để đồ trang trí trong phòng bếp hoặc phòng khách tạm thời cho các bạn. Chúng ta hãy cùng nhau tham quan ban công của căn hộ các bạn nhé. Ban công của căn hộ được ngăn cách với phòng khách bằng không gian riêng mặt trên. Ban công các bạn thấy ở đây rất là rộng rãi phải không ạ? Toàn bộ không gian ban công này rộng đến 5,2 m², rất phù hợp để quý cư dân có thể thiết kế thành những khu bàn trà, những ghế ngồi để có thể thư giãn sau những ngày làm việc vất vả. Chủ đầu tư cũng đã thiết kế hệ thống ban công với đầy đủ những cái lan can như thế này, được thiết kế bằng sắt nghệ thuật rất là đẹp. Hiện tại chúng ta đang đứng tại vị trí tầng 8 của khu căn hộ, nhưng với phong cách thiết kế của Ý thì độ cao trần rất là cao, thế nên là tương đương với vị trí của tầng 16 của những khu căn hộ. Trong không gian của phòng khách và phòng ăn của căn hộ này, chúng ta còn có thêm một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh chung này rộng đến 4 m², được chủ đầu tư trang bị và bàn giao đầy đủ cho quý khách tất cả các trang thiết bị đến từ những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Chúng ta hãy cùng nhau vào tham quan căn bếp nhé. Giới thiệu với các bạn, đây là không gian của căn bếp. Không gian bếp này được chủ đầu tư bố trí rất là hợp lý, không gian để những chiếc tủ lạnh lớn như thế này cho cả đại gia đình. Và chủ đầu tư cũng sẽ bàn giao đầy đủ những thiết bị như là tủ trên, tủ dưới, hệ thống các bệ rửa, bếp từ, máy hút mùi được đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như là Bosch, Hatlow. Chúng ta tiếp tục cùng nhau tham quan phòng ngủ master của căn 3 phòng ngủ cộng 1 này nhé. Không gian phòng ngủ master này rộng đến 25 m² và có riêng một nhà vệ sinh rộng đến 5,7 m², cùng toàn bộ không gian của phòng ngủ rộng như này các bạn ạ. Tại phòng ngủ master này thì chủ đầu tư sẽ bàn giao đầy đủ cho quý vị các hệ thống như là hệ thống điều hòa âm trần và hệ thống báo cháy, hệ thống đèn LED như các bạn thấy ở đây.
và một hệ thống tủ âm tường như thế này, rất tiện lợi các bạn ạ. Không gian của nhà vệ sinh rộng 5m7 này được chủ đầu tư bàn giao đầy đủ các thiết bị từ gương, sen, vòi và bệ rửa, cũng như là bệ dí từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như Muravit, Habler. Chúng ta đang đứng tại phòng ngủ số 1. Phòng ngủ này thì có diện tích là 12m2 và có thêm một lô da rộng 4m2. Chúng ta tiếp tục cùng nhau tham quan sang phòng ngủ số 2 nhé. Phòng ngủ số 2 này thì có diện tích là 11m2. Như các bạn đã thấy, tất cả các phòng ngủ trong căn phòng này thì được thiết kế với nền gạch cửa sổ để đón ánh sáng tự nhiên cũng như là tự nhiên. Về mặt bàn giao thì chủ đầu tư sẽ bàn giao khung nội thất, tấm tường cũng như tất cả các phòng ngủ trong căn hộ, như là hệ thống trần thạch cao, hệ thống điều hòa âm trần thông tin, hệ thống báo cháy, hệ thống đèn và hệ thống tủ âm tường. Ngoài ra, chúng ta còn có thêm một diện tích nữa, đó là một diện tích phòng đa năng. Phòng đa năng này thì rộng 3,2m2. Quý vị có thể dùng phòng đa năng này để làm diện tích để kho hoặc là một cái không gian tùy theo nhu cầu sử dụng của gia đình. Toàn bộ các căn hộ ở dự án Hapeco Lanuma đều được chủ đầu tư trang bị hệ thống đeo phôn thông minh, giúp nhận diện giọng nói, gương mặt và kết nối trực tiếp với hầm xe, cảnh lễ tân như trước cửa căn hộ. Tổng kết lại vấn đề, chúng ta có thể thấy sức hút của dự án Hapeco Lanuma không chỉ đến từ vị trí đắc địa, tiện ích đẳng cấp, thiết kế tinh tế, sang trọng, mà còn đến chính bởi chính sách bán hàng mà chủ đầu tư đang dành cho quý cư dân tại giai đoạn này. Đầu tiên, khách hàng mua căn hộ được miễn phí 2 năm phí dịch vụ và chiết khấu cao nhất lên 7% giá trị căn hộ. Một điều đặc biệt là quý khách được hỗ trợ 100% lãi suất trong vòng 18 tháng. Như vậy, quý khách hàng vào ở trong vòng 6 tháng thì chúng ta mới cần phải cắt giảm 65% còn lại cho phía ngân hàng. Đây quả là một cơ hội rất là tuyệt vời dành cho những quý cư dân đang muốn lựa chọn một nơi an cư lý tưởng và một cơ hội đầu tư tạo dòng tiền. Xin chào các bạn đến với New Style TV. Tôi là Nguyễn Hường. Hiện tại tôi đang đứng tại khu căn hộ mẫu của một trong những dự án hot nhất Hà Nội hiện nay, dự án Hapeco La Roma. Dự án tọa lạc tại số 4A đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài do Hapeco GSC làm chủ đầu tư. Trước khi chúng ta vào tham quan căn hộ, tôi muốn giới thiệu với các bạn về khu hành lang. Hành lang của khu căn hộ được chủ đầu tư Hapeco thiết kế theo tiêu chuẩn của khách sạn 5 sao. Từ độ rộng của hành lang đến việc thiết kế các hệ thống như hệ thống đèn, hệ thống điều hòa âm trần và các thiết bị các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Xin giới thiệu với các bạn căn hộ mẫu 2 phòng ngủ ở dự án Hapeco La Roma. Với trục căn 04, chủ đầu tư thiết kế trên diện tích là 80,2m2. Chúng ta hãy cùng nhau khám phá căn hộ này nhé. Cửa chính của căn hộ thì được làm từ gỗ nhập khẩu cao cấp với chất liệu chống cháy, chống ồn. Tiếp theo chúng ta có thể nhìn thấy là cái hệ thống khóa ở đây. Khóa được chủ đầu tư rất là chắc chắn từ thương hiệu Habler, có đầy đủ thẻ, mã số, vân tay và khóa cơ như này. Đây là không gian sinh hoạt chung của cả gia đình, bao gồm diện tích của phòng khách, phòng bếp. Không gian thiết kế linh hoạt như này tạo cho cảm giác rất là thoải mái, thoáng đãng khi bước vào trong căn hộ. Diện tích của không gian chung này lên đến 30m2. Độ cao của trần đến sàn được thiết kế là 3m6 và trần thạch cao cũng khoảng 2m9. Chủ đầu tư sẽ bàn giao đến quý vị đầy đủ các thiết bị tận dụng như là hệ thống phào chỉ, cổ trần, hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn chung báo cháy và các cái điều hòa âm trần băng ti. Đặc biệt ở đây có hệ thống tủ âm tường. Hệ thống tủ này thì được làm từ gỗ nhập khẩu cao cấp. Như các bạn có thể thấy, tất cả những chi tiết ở đây được thiết kế rất là tỉ mỉ, sang trọng.
từ tay nắm cầm đến các cái chi tiết nhỏ ở đây, tổng quan tạo thành một không gian rất là sang trọng và tinh tế trong căn hộ của mình. Được chủ đầu tư thiết kế rất là hợp lý, tất cả các thiết bị bàn sang như là bếp trên, bếp dưới, hệ thống bồn rửa, hệ thống bếp từ hay là máy hút mùi đều đến từ các thương hiệu lớn. Một điều đặc biệt là căn bếp này còn được kết nối trực tiếp với một lô ra rất là thoáng khi mà chúng ta nấu ăn, và đây cũng là không gian để phơi đồ. Đây là nhà vệ sinh chính của căn hộ. Nhà vệ sinh này rộng đến 4,7m² và được trang bị bàn giao đầy đủ các thiết bị hiện đại. Chúng ta tiếp tục sang tham quan đến phòng ngủ master của căn hộ này nhé. Phòng ngủ master của căn hộ này được chủ đầu tư thiết kế trên diện tích là 22m², và đặc biệt được tích hợp trong phòng ngủ này là một không gian nhà vệ sinh rộng đến 6m². Các bạn có thể tham khảo phong cách thiết kế dựa theo các bài trí của chủ đầu tư ở đây. Đặc biệt khi phòng ngủ master này được thiết kế không gian này rộng đến 4m², cho căn phòng có thể đón được ánh sáng tự nhiên và đón được từ trong phòng, tạo cảm giác rất là thoáng đãng. Chúng ta đang đứng ở không gian lô gia của căn hộ. Cái lô gia này thì rộng 3,5m², đủ để cho quý vị có thể bố trí được một cái bàn trà nhỏ xinh để có thể làm góc thư giãn cho chúng ta sau khi rửa những bàn. Ở đây thì lan can được chủ đầu tư bố trí bằng các cái thép, hình thép và lan can nghệ thuật. Chúng ta có thể treo ở đây những cái giỏ hoa và những cái chậu hoa để tạo không gian xanh cho ngôi nhà. Toàn bộ các căn hộ ở dự án Hapeco Lanima đều được chủ đầu tư trang bị hệ thống loa phone thông minh giúp nhận diện giọng nói, gương mặt và kết nối trực tiếp với hầm xe, cổng lễ tân di tích của căn hộ. Tổng kết lại vấn đề, chúng ta có thể thấy sức hút của dự án Hapeco Lanima không chỉ đến từ vị trí đắc địa, tiện ích đẳng cấp, thiết kế tinh tế sang trọng, mà còn đến chính bởi chính sách bán hàng của chủ đầu tư đang dành cho quý cư dân tại giai đoạn này. Đầu tiên, khách hàng mua căn hộ được miễn phí 2 năm phí dịch vụ và kết cấu cao nhất đến 7% giá trị căn hộ. Một điều đặc biệt là quý khách được hỗ trợ 2% lãi suất trong vòng 18 tháng. Như vậy, khi khách hàng vào ở trong vòng 6 tháng, chúng ta mới cần phải cắt giảm 65% còn lại cho phí ngân hàng. Đây là một cơ hội rất là tuyệt vời dành cho những quý cư dân đang muốn lựa chọn một nơi an cư lý tưởng, và một cơ hội đầu tư tạo dòng tiền. Thank you.